bà tên Thái này thì con. Lên Facebook và nhiều đứa lại cứ tưởng tao dân ngon lành lắm coi như lại xin số điện thoại hay chết đấy. Thì càng tốt chứ sao hề, sức mô là một tốt. Mật ong chất lượng vô cùng tốt hề. Đúng rồi, mật cà phê nguyên chất, ai có nhu cầu cứ đưa số điện thoại ship tận nơi. Làm gì mà có thời gian để bắn mật. Bắn mồi nhỉ. Mật ong quay xuống là mật ong ở dưới. Nó hút ra. Đâu để tí thả ra can á, quay trực tiếp nó vòi thả ra. Nhìn nó đẹp. Khi nào hết rồi mới qua ấy à? Đây này, cái bầy xả ấy chứ. Bầy kín lắm thêm. Có cái bình xịt mũi không bầu ơi? Đây nắp đây. Cả nó xuống nắp.